Nhằm kích cầu du lịch nội địa, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa có kế hoạch tổ chức chương trình quảng bá điểm đến văn hóa du lịch Hà Nội năm 2020. Chương trình dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 6 tại Vườn Hoa Lý Thái Tổ và không gian đi bộ khu vực Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Bên cạnh đó, thành phố cũng tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật truyền thống đặc sắc, các bài hát về Hà Nội và nhiều hoạt động văn hóa thể thao. Đây là chỗ hoạt động nhằm quảng bá, giới thiệu điểm đến văn hóa lịch sử du lịch Hà Nội với thông điệp an toàn, thân thiện, chất lượng, hấp dẫn, góp phần kích cầu du lịch nội địa Hà Nội, liên kết du lịch Hà Nội với các địa phương khác.